Xin chào cả nhà đến với kênh Kiên Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ. Hôm nay mình sẽ vào bếp và làm bánh bông lan mềm xốp nha cả nhà. Thành phần nguyên liệu gồm có 7 cái trứng, 120g đường 1, 120g bột bánh, 112g nước cốt dừa, 112g dầu ăn và 2g sinh nước muối. Mình dùng loại bột bánh này nha cả nhà. Red Lotus Flour. Giờ mình vớt trong đỏ ra khỏi trong trắng nè. Mình sẽ cho vào và hâm lên nha cả nhà. Hâm khoảng 30 giây nha cả nhà. Mình sờ thử nó ấm ấm là được rồi. Nếu mà nóng thì trứng nó sẽ chín, nó không có làm nó sẽ hư bánh nha. Bây giờ mình cho nước cốt dừa vào và quậy đều lên nha cả nhà. Rai bột bánh vào trong cái hỗn hợp nước cốt dừa và dầu nha. Rồi mình lấy cái phơi lòng đó mình trộn đều lên. Tiếp tục mình cho hết trứng vào. Sau đó mình sẽ dùng phơi lòng trộn nhuyễn nha. Trộn khoảng 4 đến 5 phút nha cả nhà. Trộn cho nhuyễn. Và cho vào một muỗng cà phê tinh chất vani để bánh thơm hơn nha cả nhà. Và tiếp tục dùng phơi lòng đánh tiếp nha, cho nhuyễn đều. Và mình thấy mịn màng như vậy là được rồi nè cả nhà ơi. Và giờ mình dùng cái máy cầm tay để đánh trong trắng nha. Mình dùng cái máy cầm tay có 5 số thì mình sẽ đánh ở số 3 nha cả nhà. Đánh trong vòng 30 giây. Khi thấy cái bột xà phòng nổi lên nè, bong bóng bự thì mình sẽ cho muối vào. Xong rồi mình đánh cho đến khi mà mình thấy cái bột nhuyễn thì bắt đầu là mình sẽ cho đường vô. Giai đoạn này mình đánh ở tốc độ cao nha cả nhà. Mình có 5 số, mình đánh ở số 5. Khi mình thấy cái bột xà phòng nó mịn á, thì mình sẽ cho đường vào từ từ nha cả nhà. Cho từng muỗng cho đến khi hết đường thì thôi nha.
Đến lúc này mình sẽ hạ cái tốc độ xuống còn số 3. Tại vì lúc này nó đạt lại rồi đó cả nhà. Nó mình đánh tốc độ thấp để mình có thể lượng được cái độ đặc của nó đó. Đó, khi mình check thử là nó đã có chóp mềm chưa. Mình đánh khi nào mình thấy cái văn và bóng như thế này nè là sắp được rồi đó. Trong quá trình đánh cái bồn thì khoảng mình đánh đồng trắng này trong vòng 3 phút rưỡi cho đến 4 phút nha cả nhà. Khi nào mình thấy cái chóp mềm cong cong như thế này là ok nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ cho cái lòng trắng cho khoảng 1/3 vào trong cái hỗn hợp lòng đỏ. Mình vẫn dùng cái phi lòng và quậy đều nha cả nhà. Quậy nhẹ nhàng cho cái bột nó hòa quyện với nhau. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho thêm cái lòng trắng vào cho khoảng 3 lần như vậy. Và mình dùng cái phi lòng để mình quậy nó đều hơn, nó mau đều hơn là mình dùng cái cây. Như vậy thì rất là đơn giản, mình chỉ quậy một chiều như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đổ ngược cái hỗn hợp lòng đỏ bột vào ngược lại cái lòng trắng. Và tiếp tục mình dùng phương pháp phô và dùng phế lòng để quậy đều, nhẹ nhàng, đều tay. Mình quậy cho đến khi mình thấy còn có đúng một màu thôi. Một màu đều, màu vàng nhạt đều như cả nhà. Mình quậy như thế này khoảng trong vòng 1 phút. Quậy xong, mình sẽ dùng cái khuôn trái tim và đổ bột vào. Mà để cao đổ xuống nha cả nhà, để cho nó bể cái bột khí đó. Để cho thật cao mình đổ xuống. Sau đó thì mình dùng cái kim tâm mình xoay tròn từ trong ra ngoài để cho nó bể cái bột khí nha. Và mình phải nhớ là đập cái khuôn xuống dưới nền đó là 2-3 lần để cho cái bột khí nó bể ra nha cả nhà. Trong quá trình mình đánh lòng trắng thì mình đã làm nóng lò ở nhiệt độ 320 độ F, 160 độ C. Và bây giờ mình sẽ cho bánh vào ngăn giữa và bắt đầu nướng hai lửa nha cả nhà, mà không có quạt, trong vòng 45 phút nha. Và đây là thành quả của mình đây cả nhà ơi, rất là thành công. Tại vì mình để cái dĩa nó không có bằng cho nên nó hơi bị cong, rất là mềm. Mềm lắm cả nhà. Cả nhà thấy không, nó xốp nữa kìa. Bốt nó đàn hồi á. Rất là ngon. Bánh này mình sẽ làm birthday cake cho các con nữa cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Kim Nguyên Cuộc Sống Ở Mỹ. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye.